trời ơi, trời đất quỷ thần thánh thiên địa nồi đồng nồi đất ơi, ngó xuống mà coi đây nè, gia tài tôi có hai đứa con gái à, con lớn nàng hai, tự nhiên cái nó khùng. Sao tự nhiên được khùng được? Mà con tức già chứ con đâu có khùng đâu, tiền bạc đâu có thay thằng rể được. Nhưng mà tao không muốn cho chị em của bay khổ, tao là phú hộ, là phú hộ keo. keo thì kệ tao mày. Nhưng mà tao nói cho mày biết nha, thằng Thiệt đó là con nhà bần, làm sao tao gả con cho nó được chứ mày. Cha không gả được thì thôi. Ê vậy thì sao mày mượn cái hơi khùng của mày đó, mày ê, cha mày nè. Cha đừng có nói quạng cho con rồi nha. Trời ơi, tôi là cha nó mà nó ê nó làm như tôi bạn nó vậy. Con không trách cha vì vụ gả con hay không gả con cho anh Thiệt, nhưng cha không muốn không chịu thì cha đừng có làm gì mà lại nuốt lời. Ê như vậy là con lậm, con mê nó rồi phải không con? Không phải con lậm mà con tức cái tình lời. Tình sao? Con nhớ rõ ràng là cha hứa và cha vụ bắt Thiệt đáng là nhưng mà tao hứa chứ mà tao đâu có gả mày. Con đâu cần cho gả con cho ảnh đâu. Ủa rồi vậy tại sao mày khùng, mày mắng xiên mắng quẹo? Con nhớ hôm như 10 năm trước cha không dụ thằng Thiệt khù khờ thì gia sản nhà ta đâu có được như bây giờ. Bao lần quan đòi chọc vợ thành ruộng văng văng. Con nghĩ công lao của anh Thiệt là xứng đáng. Xứng đáng sao? Cha cũng nên cho anh làm rể nhà mình. Đi đâu có được. Một tay ảnh đào đất phá công rừng đâu để công lao. Cha gả con rồi, ảnh còn ra sức ra nhiều. Nhưng mà tao giàu, nó nghèo lại còn mồ côi cha mẹ. Ảnh càng làm bán phân bẻo dẫu cho nhà mình. Vì đâu có ai ảnh còn rút lưu dấu của tiền. Nhưng mà cha giàu, cha cần phải có dành. Dạ. Cha lấy tiền với hai con ra mà mua danh phận. Nhưng cha nhớ của bổn tầm còn không một lượng. Ruộng lúa bề bề anh Thiệt góp đông không nhỏ. Cha đừng để người ta chửi là nhà giàu kẹo lương công. Ê thôi kệ tao mày nè hai. Mày mượn hơi điên mà mày chửi cha mày. Dạ đâu có, con nói người ta chửi chứ đâu phải con. Thằng thà đâu? Tao biểu tụi bay canh giữ cô hai mày sao để nó lên trên này mà nó mắng chửi tao. Cô hai à, tôi lại cô mà cô hai. Cô làm ơn cô ra làm sao giùm tôi đi cô hai. Không. Trời ơi, cô không đi là ông vũ quánh tôi chết cô hai à. Hả? Quánh hả? Ừ. Ha. Như vậy để tôi đi ha. Thà. Bơ thà. Ê bộ mày biết không mày? Thà. Dạ. Trời ơi trời. Sen à, em đưa cô hai đi đi. Ông chủ kêu anh kìa. Dạ. Ê con nhỏ nào đó mày? Dạ Sen, con có chú Hai Cưỡng. Năm nay chú thiếu nợ ông chủ, cho nên ông chủ bắt con chú qua ở đợi trừ nợ. Ông chủ quên sao? Để cả tao nhớ. Ê vậy, tao không có quên tiền nợ, nhưng mà tao không dè con gái của thằng Hai Cưỡng coi bắt mắt quá. Ê mày kêu nó vô đây tao biểu. Ông chủ biểu chi cứ biểu con đi. Con lo cho. Ê chuyện tao muốn biểu mày, mày không có làm được mày. Mày hiểu chưa? Cái thằng heo hầm. Dạ. Con đi dẫn Sen cho ông nha. Mày biểu nó lại một mình thôi, mày khỏi dẫn mày. Ê đừng có dẫn nha mày, nha mày. Dạ. Nhỏ đẹp quá trời quá đất ai dạ, về. Dạ thưa ông, cho gọi con. Qua cho gọi em chứ đâu có gọi con. Dạ. Đại biểu. Dạ ông gọi con. Ê đồ thằng vô chi. Ai gọi mày nào mày? Tao đưa nói chuyện mày nhảy vô mày phá đám à. Mày có biết tim tao có tật không? Tao chết là mày ở tù nghe cho mày. Dạ dạ con không dám đâu. Không dám thì đi sao còn đứng đó mày. Dạ con đi nhưng mà ông Sen nè. Có cái gì em la lớn lên nha. Đi lo công chuyện đi mày. Sen, em lại đây. Dạ. Sợ coi gì mà quá hiền khô à. Sao? Con Hai Cưỡng hay không? Tên gì mấy dạ, tuổi? Con tên Sen. Sen. Năm nay con 19 tuổi. Trời ơi tên Sen 19 tuổi. Trời 19 tuổi mà lớn dữ vậy. Dạ thưa ông. À, làm cái gì mà sợ dữ vậy không biết nữa. Ở đây đi ha. Ở đây làm công cho qua đi rồi qua trừ nợ cho chịu không? Làm biết rồi. Dạ thưa ông. Ở nhà cha mẹ cháu đã già, canh nước trẻ tuổi nấu cơm một mình cháu lo liệu. Nếu mà ông bắt cháu ở luôn đây thì cha mẹ già sớm tối ai lo. Xin ông
rộng lòng thương. Sông mùa lúa năm nay nở khi con hoàng lại, mong ông cho cháu được về nhà để phụng dưỡng mẹ già. Nè, cứ ở đây làm thì ông sẽ xóa não luôn nghe không? Con gái đẹp như vậy làm ruộng thì thấy thương. Tuổi cô đơn không ai ấp lạnh hoạt nồng. Vợ của Hoa đã chết lâu rồi. Nhưng con là gái quê ngu dại chuyện hầu hạ chẳng quen. Có cái gì đâu mà không quen không biết nữa. Đồ vĩ xí ghét dễ sợ luôn. Nói nghe nè, không có cái gì mà khó khăn hết trơn hết trọi đó. Ban ngày đó thì nấu nước pha trà tắm rửa kỳ cỏ cho Hoa mỗi buổi trưa nồng ôi ả. Rồi đêm đêm đó vũ chiếu nè, văn mùng quạt mũi bóp tay rồi bóp chân khi trở trời trái gió. Và nhất là những đêm đông lạnh lùng buốt giá, Sen tạm thay thế cho gối ôm mà sưởi ấm tâm thân. Này Sen ơi, vừa thấy em tự nhiên gân cốt của Hoa sao nó đau nhức rã rời. Trời ơi, cái bàn tay búp mang đá đó heo mà vuốt mà xoa chắc như là má của Hoa sanh qua lại lần thứ hai. Duyên phận xui Sen mọc giữa giàu sang, đất cõi cằn khô nhờ có mưa xuân cỏ cây đâm chồi mọc thẳng. Cũng có người muốn xe râu kết tóc cùng keo keo, biết họ chẳng thương keo mà chỉ có thương tiền. Cho nên nó keo thề ở vậy, cái tiền bạc gom góp vào xót con mắt đổ mồ hôi à, ra một cách là gian bào ruột nát. Thôi thì Sen cứ ở đây trừ nợ một năm thôi, coi như lời vốn đã chu toàn. Ê, Sen, Sen, có chuyện gì vậy cha? Con à, vợ chồng thằng Hai Cưỡng thiếu nợ nên nó đưa con Sen qua đây ở đợ để cho cha trừ nợ đó con. Rồi cha thấy vậy cha bội. Ông ơi, ông làm con thấy sợ. Có gì đâu mà sợ. Vậy là để nó ở đây mà hầu hạ cho cha nghe con. Cô kia, qua đây tôi biểu coi. Dạ. Trời ơi, cô cá nhại mà hôi quá. Hôi quá à, để cha dẫn nó vào cha tắm cho nó nha con. Ông ơi, ông đang nắm tay con. Cha, dừng lại được rồi đó cha. Con ơi, gần đúng giờ ngọ rồi ha. Đàn trai đến đây để làm lễ hỏi với con đó. Thôi đi vào trang điểm lại đi con, đi đi con, đi đi con. Không, không, cha tôi đâu. Anh thiệt anh đi chưa vậy mà. Trời, cha. Cha ơi, theo lời giao kết của anh thiệt vào chốn rừng, số tiền nhà dối và kỹ tre đánh đốt về đây dân sinh lễ. Tại sao cha lại âm mưu cho cử hành hôn lễ trong khi anh ấy đang vắng mặt ở nơi này? Và mỗi lần ông đánh tôi bỏ đói thì đâu có ai lén đưa cơm cho tôi ăn, và đã cùng tôi ăn ôi những vui buồn.
tôi kiên quyết lao thân chờ ngày cùng cô út nên nghĩa vợ chồng. Đến lúc đó cô ấy cũng là chị vợ và tôi làm em rể, mà thiếu cô ấy thì buồn lắm cô ấy ơi. Lúc đó em nhớ rõ tim mình đau nhói biết bao nhiêu, đau dữ và bộ ngực lớn tiền mà tuôn nước mắt. Anh mừng đỡ bấy em của mình thở dài đau khổ. Cô hai tình rồi thật là sung sướng cho tôi. Nôn lắm đó nha. Dạ dạ. Phú anh ơi, Phú anh à. Đây đây đây, Phú anh đây, Phú anh đây. Phú anh ra mà xin nè. Mai đó hả bà Mai? Đây nghe ơi, đây chân đầy măng. Trông đắp tân châu với bác giang. Trời hoa. Trông như anh ta điều kiện mô duyên mang phận nhanh lời con gàng. Sông không ngu dại, tiền là trọng đại. Công tử em thiệt, vốn giàu có một. Tinh ta luôn ngậm lẻ, tiền nông tính xong là ngậm liền ngậm liền. Dạ, dạ xin mời Phú Anh xem lại lễ vật lần nữa, coi có đúng như lời của Phú Anh đòi hỏi không à? Đâu đâu đâu, để Phú Anh coi thử coi coi. Dạ đây. Đây đây, đây để coi. Dạ. Ô vàng. Trời ơi ngọc. Trời ơi cục ngọc. Lụa nữa lụa. Dạ, lụa là gấm dốc. Dạ. Úi cha trời nó mát. Hay 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 lắm. Dạ. Ta có lời khen, bà khéo làm mai dông. Xong việc hôn nhân ta thưởng cho 50 lượng vàng đồng. Dạ. Để đền đáp công ơn gian khổ. Dạ. Dạ em cảm ơn Phú ông. À. Dạ em làm cái nghề mai dông á là phải biết chọn hộ đối môn đăng. Cái nhà giàu phải cưới cái tấm ăn. Đó, mình cũng đỡ không mà Nguyệt lão cũng phải hài lòng. Có hơi vàng thì giả sử khó cũng thành công. Được rồi, cứ mời công tử vào, cứ mời công tử vào, có cái cục này là vào đi. Dạ, công tử ơi, công tử hà, mời công tử vào. Công tử ơi, công tử Nguyệt ra mắt. Ra mắt hả? Ra mắt đi. Dạ, con xin ra mắt nhạc gia. Ờ, miễn lễ. Ý trời ơi, trời sao giống học trò lễ quá vậy? Dạ, tại vì công tử em là người học cao hiểu rộng, lời nói ra có văn có vẻ. Phú Anh cho đứng dậy đi, Phú Anh. Ờ, được rồi, thôi đứng dậy đi, rễ cho, rễ. Dạ, con đội ơn nhạc gia. Dạ, thưa nhạc gia, chữ duyên nợ do tơ hồng Nguyệt lão, có nợ nần phải trả cho xong. Con với tiểu thơ hát có duyên phần, dù tốn bạc dạng tiền muốn có cũng quyết cưới nàng cho bằng đường. Ờ, cưới vợ như đi chợ vậy trả giá cao thì mua. Ủa trời ơi, mà tự nhiên nó làm tự nhiên tôi cũng nhập vai thôi nó. Được rồi, cưới vợ như đi chợ vậy đó, trả giá cao thì là mua hàng lẻ thôi, thấy không? Yeah. Thôi được rồi, bây giờ rể ở đây ha, tiếp chuyện nha. Dạ thưa cha, dạ con ở đây tiếp chuyện với ai vậy? Thì với con gái của của lão. Vậy hả? Dạ đổi hơn nhạc nha. Chương đài bơ chương đài. Dạ. Con của lão đó, nó già đó, đó thấy không? Thôi bây giờ rể ở đây ha. Dạ. Còn bà Mai. Dạ. Em đó. Bây giờ em theo tôi để vào trong mình bàn cho đi. Dạ, thiếp xin kính chào công tử. Quê kìa, sao công tử nhìn em sững sờ ngơ ngơ. Có phải chăng chàng coi em không đáng mặt tương
xin chớ giận hờn chi. Kìa mới gặp nhau mà sao nỡ vội chia lìa. Chứ tại sao chàng mới gặp mặt chàng lại ngẩn ngơ như con vịt đực đinh. Nè, ta đây sừng sốt tưởng tiền nhà, ôi nhan sắc phiêu xa đẹp tuyệt trần. Nè, làm sao lại vô lệ sổ sàng với gia nhân nghiêng thùng đổ nước. Ta tốn biết bao nhiêu bạc vàng được cưới nàng thì ta đâu có tiếc. Với mấy ả thanh lâu tiền chung tay ta còn không tiếc. Chàng số em với gái thanh lâu, chàng khinh thường em xin đau lui. Khoan, nàng ơi, phòng không chiếc bông ta mới trăng qua để tìm kiếm hương vị hoa. Đến hôm nay tình yêu chôm thủy chung cùng nàng. Ôi sao nay kỳ vậy trời. Chồng của em chỉ chồng của em, không sớt chia cùng ai. Nếu sau này chàng phản bội thì em sẽ làm ai. Nàng ơi, đứng giữa nghìn nơi đây nghe, trên có trời cao, dưới đất có thổ công, dưới sông có ông Hà Bá, có hai bên da dép chứ trứng trời. Sao tự nhiên cà lâm ngang vậy trời? Sao tự nhiên bữa nay khớp dai bà hồng chim vía nghe, bà hồng chim vía công tử Hào Qua về ăn cơm ăn cá con ơi, đừng có rung nữa nghe con, lấy bình tĩnh nghe con, chờ giờ phút quan trọng mà rung hả con. Nè nàng ơi, bây giờ nàng hãy nghe Dương công tử này thề đây. Dương công tử ta mà phản bội nàng thì ta sẽ bị đâm, bị chém, bị căng, bị xé, bị nặng, bị nhẹ, bị quạnh, bị hẹ, bị cưa, bị xé, đem nấu với cơm mẹ mà nuôi mấy con lợn đẻ ở sau nhà. Xin nàng đừng nắm cái đầu này đau, tha giùm ta. Cầu ngu ngốc chùm tóc bạc hát, đừng vô lễ công tử Hào Phú, cái con điên khùng coi chừng cha. Ai điên hay ta điên, ai tin để phụ phàng. Son sắc đá vàng khinh nghèo khó. Chị ơi ơi xin chị giảm cơn thịnh nộ, có nghĩa gì đâu vì một người em rể hụt. Chị ơi hành hạ người em rể thiệt, bởi vì công tử Hào Hoa mới là người em yêu quý. Đồng ý lương duyên vui kết châu trần. Phải cha đã hứa cùng anh thiệt là làm đúng đúng 10 năm sẽ gả em ngục cho. Phải, nhưng tại sao chị không nghĩ thương em? Ở xứ này đây em đâu khác gì tiểu thư công chúa. Sao chị đành tâm để gành ngô cú đầu, trong khi em đã chọn lựa được cánh phương vàng. Dạ chân thành cảm ơn chị hai nhiều lắm nha. Rồi trời ơi, nhân mẹ cáo làm lễ của tôi rồi nè trời. Cáo của anh nhân làm sao bằng cuộc đời người ta tan nát, anh biết chưa? Chưa. Phải dạp biết, dạp biết rồi đó. Chị hai, ở đây ai cũng cho là ta khùng ba đen, nhưng lòng ta không bà lan. Như cái người tự cho mình là tình bao, anh thiệt ta bị mỗi người phụ bạc rẻ khinh. Riêng chị không thể bỏ mặc một đức tiền chân thật. Em nhìn đi, chàng có
chị phải đi ngay bây giờ. Nếu cha có tìm chị, em nhớ nói giùm chị nha. Chị đi nha em. Cha mà bận tâm với một con cùng. Kệ bả đi em ơi. Trời cho anh nhìn bả cho anh ngán quá. Thôi thôi giờ mình hai đứa mình vô coi cha định ngày nào làm đám cưới nha. Anh muốn cưới lẹ lẹ chứ anh lo quá. Anh lo gì, vô em mà. Đi thì đi. Ôi, sao đầu óc ta quay cuồng thế này? Sao tay chân ta run rẩy? Trời ơi, chắc tôi chết mất. Trời ơi, có phải anh thiệt đi không? Tỉnh lại đi anh. Anh thiệt, tỉnh lại đi anh. Anh thiệt ơi. Cho tôi miếng nước. Ai đây? Em là nàng hai con gái lớn của ông Phú Hộ kêu nè. Hả? Nàng hai hả? Dạ. Nè, uống nước đi anh. Anh nước đi cho khỏe. Uống đi anh. Cảm ơn nàng hai. Cô hai. Dạ. Cô hai à, cô điên mà, sao cô tìm tôi chi vậy? Em đâu có điên đâu. Em thấy cha em ác quá à. Nhất là đối với anh đó. Em mới giả điên cho ông tự nghĩ lại. Có thể là hậu quả tội ác của cha em không? Để cho em dừng tay tàn bạo. Vậy mà ông vẫn còn nỡ hại anh. Chắc anh đói lắm phải không? Nè, cơm khô nè. Anh ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói nha anh. Ăn đi anh. Cô hai. Cô hai ơi, từ lâu cảnh hàng di đợi đằng lam lộ cơm chưa no áo chưa lành thì chuyện yêu đương ta đâu dám say mơ dệt mộng. Dù tuổi thanh xuân căng đầy nhựa sống lòng dân nội khát khao biết yêu qua mến ngọc biết luyến nhớ bâng khuâng khi len lén nhìn ai đang tươi nở môi cười. Như trương kỳ mơ tưởng mỹ nương thầm lắng giữa sông dài. Dầu mộng tan nhưng trương chi còn được nhìn nàng qua chén ngọc được uống giọt lệ chân thành khóc kể tình si. Còn ta thở vắng thở dài tâm sự chỉ riêng ta. Cơn gió vô tình làm lạnh buốt thịt da. Như nhắc nhở ta thân chân câu làm ruộng đói lạnh co ro mà hảo nguyện thay mơ duyên mai chút. Cuộc đời phóng như mình mơ, bao đắng cay phũ phàng luôn đang chờ ta. Ta vẫn luôn lo sợ ta phải mất nàng nay mai. Bởi phú ông cay nghiệt đâu muốn nàng yêu ta. Cho trọn đời kéo sơn tính châu lo cần chục u buồn phúng vui không tròn sầu dương trong lòng rồi buông tay cho số phận an bài. Tình yêu thủy chung đã là bất tử sống chết vẫn lìa nào có nghĩa gì. Lúc bên nhau ta sống với tình yêu diễm tuyệt mặc cho người đời giả hiếm lòng. Sẽ xóa bao mặc cảm để cùng nàng tận hưởng bao hạnh phúc nàng hai ơi hai. Những tình dài chờ đợi ta
trọng ly thân. Em dạ biệt em. Dạ biệt anh. Lai tỉnh bơ con. Tiên Hồng, Tiên Hồng đã cứu con. Phải, ta là thần rừng. Vì chứng kiến tấm lòng trung hậu cùng với tình yêu son sắc của con với nàng này, ta cứu con và giúp con đã thành sở nguyện. Dạ, con xin đội ân Tiên Hồng. Như vậy là Tiên Hồng đã biết rõ ý nguyện của con. Phải. Hãy xem đi. Ồ, lạ quá, lạ quá. Một bó tre. Một bó tre lạ quá. Đúng, đúng là một bó tre. Còn tất cả con hướng đón là sen. Đúng là tre năm đốt. Ta dùng phép màu thâu nắng để con dễ cột mang đi. Con nhìn kỹ trong hang, thấy gì không nào? Một kho tàng đầy đủ nhà rồi. À, con hiểu rồi, Tiên Ông ơi. Con hiểu gì? Hãy nói cho ta nghe tường tận. Dạ thưa Tiên Ông, đây là mộ riêng của đàn voi. Mỗi con voi thì tự thấy tuổi già đều trở về gửi xác nơi đây. Đúng rồi, vậy con hãy lựa một cặp nhà. Dạ. Đem về làm sức lễ cưới vợ đi. Dạ con xin đội ơn Tiên Ông. Khi về nhà, con cứ niệm chú rồi gọi khắc nhập là trăm đốt tre dính lại thành một cây tre trăm đốt. Dạ, con xin làm thử. Được, hãy thử cho ta coi. Nhập khắc, nhập khắc. Không không, con đã sai rồi. Con hãy gọi là khắc nhập, nhớ nghe không? Dạ, con nhớ rồi. Con làm thử nha Tiên Ông. Khắc nhập, khắc nhập. Ô, kỳ diệu quá Tiên Ông ơi. Tiên Ông ơi, bây giờ con muốn rời đây để mang về nhà đó. Con phải làm sao Tiên Ông? Con hãy niệm chú rồi gọi khắc xuất là nó sẽ rời ngay. Dạ. Khắc xuất, khắc xuất. Lạ lùng quá, lạ lùng quá. Thì quá Tiên Ông ơi. Còn đây là sắc thần ta tặng cho con, để con lo cứu người cùng khổ. Thôi ta đi đây. Dạ, con xin lại tạ Tiên Ông. Hồ Biên. Trời tối quá. Giữa đường lại có mà. Anh Thiệt ơi, anh Thiệt. Sen, Sen. Trời, Sen, tỉnh lại đi em. Trời ơi, em chết. Trời ơi, Sen ơi, em chết rồi. Em bỏ anh trong nhà đây, Sen ơi. Anh Thảo. Gì vậy? Cái con người gì mà ác quá à. Biết người ta có bệnh nếu lỡ tôi chết thiệt rồi sao? Trời ơi, anh giỡn chút cho vui vậy mà. Tôi biết mà. Tôi biết anh đâu có ưa tôi. Anh muốn tôi chết phải không? Đâu có. Sen nè, em đừng có giận anh nha Sen. Thôi, giận anh rồi. Thôi mà. Tôi biết mà. Tôi biết người ta đâu có thương tôi. Sao không thương? Vì tôi là con nhỏ ở, còn người ta là quản gia coi sóc trong ngoài, quý quyền trong tay, lắm bạc nhiều tiền, địa vị tóc cao đã chia rành rẽ, cuối rơm ăn phần cuối sông, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao. Đừng có nói vậy mà, anh thương em lắm chứ bộ. Thôi, giận anh rồi. Sen, mình có cá chi, hai đứa cùng là gia nhân. Ở đỡ làm thuê, để kiếm tiền nuôi thân. Người ta gọi cô cứu tôi, thoát khỏi tai gà dâm tà. Ơn sâu tôi xin ghi nhớ. Chớ nói chuyện nghĩa anh, khi chung
mình nguyện trọn đời yêu nhau. Yêu tôi thiệt không? Thiệt mà. Thề đi. Trời ơi, yêu mà còn thề nữa. Bởi câu thề là lời nói linh thiêng, có sự chứng tri của ông tơ bà Nguyệt. Sen ơi, anh xin giơ thẳng hai tay, xoài hai cẳng, thề với rừng sâu, thề cùng Hà Ba. Hả? Nếu anh với ta giống, thề phản bội, thề lỗi dưới sông gặp ông Hà Ba, thề lên núi đá gặp gã thợ săn, thề lặn xuống cát, thề nát thịt xương, thề chương sình hết chết chẳng toàn thấy sông đài tù tội gương sẽ tăng bay cho tan đời kẻ đã vong tình. Thay rã tân sông trôi xuống tôi lớn như đám lục bình. Thôi em đã tin rồi, anh đừng có thề nữa. Đã yêu anh rồi, anh chết thảm em hả vui sao. Lớn non mới biết non cao, đường dài mới hiểu gió câu anh hào. Mình nghèo chân thật yêu nhau, phải hơn kẻ giàu mà tham sang phụ khó. Anh Hà ơi, gì? Em nói thiệt nha. Sao? Em mà thương ai rồi á, nếu ai mà phản bội em đó hả, là em đi tù. Thiệt không? Thiệt. Còn anh á, anh mà phản bội em á, anh sẽ vô tù. Quỷ thần hai bà đứng giữa nơi này cũng thề nguyện thương nhau. Hai đứa mình cùng cánh ngộ yêu nhau, cùng chia vui sướng buồn đau, còn chi vui hơn là sống chung tình. Tình yêu là ngọc giác vàng treo. Anh Thà ơi, người ta là thực dược mẫu đơn, còn em chỉ là hoa mắc cờ. Đối với người chân dày chân dép, đâu ai chịu tiếc thương, người ta luôn dẫm đạp vô tình. Cỡ cùng có gai làm cho bước chân tàn nhẫn phải giật mình. Em nói kẻ giàu sang chân dài chân dép, còn anh là dân đen cơ cực tay tuổi chân trần. Người ta là đấm là nhung, còn mình giải bố tấm lòng gầm qua. Cõi người ta sống là để tiên thác là để dân. Bây giờ cô dâu chú rể ra làm lễ nghe chưa? Nhất bái tổ tiên, bái nhị bái phụ mẫu, bái phu thê giao bái, bái rồi thì nhập tiệc. Sau buổi nhập tiệc là lễ rước dâu. Khoan đã, không được nhập tiệc, không được rước dâu. Sao vậy ạ? Cái gì đây? Ai đây? Thưa ông, tôi là thằng Thiệt. Ủa, mày đó hả Thiệt? Phải, được ông coi như thằng rể đò đưa. Ông đưa tới đưa lui, ông hẹn 10 năm tôi làm công ở nhà này. Ông đã hứa sẽ gả cho tôi còn cây út của ông. 10 năm đúng hẹn rồi, ông còn đòi lễ vật tiền dội lấy cặp ngà. Rồi tìm cây tre trăm đốt về đây ông gà con cho. À, muốn cưới bọn tao thì tao ra điều kiện. Mày tìm đủ hai cái thứ đó chưa? Mà mày tính phá đám hả mày? Tôi kiếm được rồi sao ông gả cho ai? Thì mày kiếm được rồi thì mày trình diễn ra đi. Có thì tao lấy lại, tao gả cho mày không có sai dài. Ông đừng dùng mưu độc hiểm xấu, tưởng tôi không làm được, ông chống mắt coi sự thật.
hả? Dạ. Ủa, gì mày, thiệt. Làm ơn mày đem xích lễ vô đây giùm tao. Trời ơi, coi cái tướng của nó quay không? Ý hệt như là quay chảo à. Mày đừng có làm bộ mày hù tao. Mày mà có thăng thiên hay độn thổ, tao nói thiệt cho mày, mày cũng không có kiếm được đâu. Ê, đừng có hù mày. Thiệt á, thiệt. Cặp ngài voi với bó kè của mày nè. Dạ thưa nhạc gia. Nhạc gia hãy nhìn đi, cặp ngài voi nè. Ý mày, ai là nhạc công, nhạc gia của mày? Để tao coi coi có phải là nhà thiệt không, để tao cắn thử coi. Thưa ông cứ coi đi. À, không chịu cặp này thì tôi sẽ đổi cặp khác. Tôi còn tới 5-6 cặp nữa ở trong rừng á. Hả? Còn tới 5-6 cặp ngà voi nữa lận hả? Anh ơi, thôi lỡ rồi, cô Út lỡ gả rồi. Ân ai cũng vậy, ân giùm em cảm ơn. Hả? Ân bà hả? Ân mẹ. Cái miệng mai mối này nè, chết hả? Không có ngậm được đâu. Cái đồ phá gia can. Đi phá gia can. Nên trời ơi, sao tự nhiên bóp cổ ta vậy? Khóc kỳ quá mà cứ khóc hoài. Ông Phú Hồ Kèo, bây giờ ông tính sao đây? Em mày hỏi tao tính sao hả? Tính sao phải không? Bây giờ tao tính tao xù nè. Tao đuổi mày ra khỏi nhà tao luôn. Tao có rẻ rồi tao không chứa mày nữa được không? Đừng giỡn ông Phú Hộ à. Giỡn hả mày? Đứa nào giỡn bà bắn đó. Con gái Út tao gả cho công tử Hào Hoa, con trai của quan Tuần Phủ rồi, thấy không? Nay gả cho mày, mặt mũi tao còn coi ra làm sao nữa mày? Mặt mũi? Ờ. Ông có còn mặt mũi ra làm sao nữa mà coi? Trời, con đưa con gái mà ông gả tứ tung hết rồi. Nó nói tôi không còn mặt mũi, nó làm như tôi ma quỷ vậy đó. Ờ. Đúng, mày nói đúng đó thiệt. Đúng cái gì mày? Đúng cái gì hả? Cái thằng chó cắn, cái thằng chó chết. Ê thà, sao mày? Bây giờ bữa nay tao mày tính mày dựa hơi nó hả mày? Bay đâu? Đè nó xuống mày đánh nó 20 roi cho tao. Ông ơi xin ông hãy dùng tha. Cho anh thà mới làm tội nhất xe. Thủ ông đừng đánh công làng đời một phen lừa dối nữa hay sao. Thà và cố xin hãy an tâm, các bạn gia nhân ơi, nghe tôi nói một lời. Tôi mình phân cùng chung cảnh khổ, đừng nghe người chọc phu để hành hạ bản mình. Đúng vậy ông chủ, mọi người đều nhất trí, giờ ông chủ tính sao đây? Trước mặt nhiều quan khách dự hôn nhân, đừng mong vuốt mặt nuốt lời. Ông chủ ơi đừng giận cá mà đem chén thân, ông nên nghe lời anh nghe thiên. Tôi cũng nguyện chịu rơi giọt với anh nghe thà. Sen ơi em quá đổi thật, lời của người tộc phố đúng là ta có giang sinh. Anh kiện chứ đại. Trời ơi, mẹ em kéo anh đi đâu dữ vậy? Trời ơi, cái thằng này nó định về đây nó phá đám cưới của em với chàng nè. Thằng nào? À, thằng này mấy ông. Được rồi, em để đó cho anh. Một sức dốc khổ lòng cũng không phải khổng lồ. Ê, mày là ai vậy mày? Mày chưa biết tao là ai à? Tao là thằng chồng hứa hôn trước của vợ mày đi. Hâm dọa hứa hôn trước rồi đấy. Ê, cái đồ ngu. Hứa hôn trước mà mày cưới trễ nghe không? Còn thấy tao không? Tao đâu cần hứa hôn đâu, lại cưới trước đó. Đã chưa? Ê, mà bây giờ mày muốn cái gì mày? Muốn gì hả? Mày đừng nghĩ con cháu cha mà cướp vợ tao. Tao muốn mày mau trả lại. Kia
vì nay tao kịp về đây đầy đủ xin lễ cho nhạc gia. Ê ê, xin lễ gì đâu, ai biểu mày về đây quá muộn. Hơn nữa chỉ có đặt nhà voi còn cây tre ở đâu. Cha, con nói con không thèm cái chồng trống rác dân trâu. Chồng của con đây nè, một chàng công tử hào hoa. À đúng rồi đó, tao nè là công tử hào hoa nên chương đài mới ưng làm vợ. Còn mày chỉ là cái kẻ dân trâu thì đừng mong mãi mẫu đơn, có phải vậy không em? Dạ em chịu. Đuổi nó đi chàng. Được rồi, em yên tâm đi. Em coi đây, coi công tử hào hoa này cổ tài đây. Kìa, công tử sao lùi hoài vậy? Nói thiệt em, thấy cái tướng nó bự quá, anh ớn quá. Mà không được. Trời ơi, lỡ nói mà không làm coi kỳ, không lẽ mình nhột sao? Đâu có được. Lỡ rồi, chạy luôn. Hãy trên đây. Trời ơi, nó đánh tôi đặt bao lên trời. Bó là cơm, bó quân, bó linh, bó cha, bó mẹ, bó vợ, bó cha mẹ vợ. Ê, thiệt nè, tao cho mày biết nha, mày đừng có du côn đồ nha. Tao hỏi mày, tao còn đòi cái ghe trăm đốt mày có không mà mày đòi vợ cho mày? Đó, ông cầm lên coi rồi sẽ biết. Bó tre đó hả? Bó tre đó. Gì tre gì đâu mà từ khúc chứ đâu phải nguyên một cây tre trăm đốt. Được rồi, tre ơi, hãy dính lại đi, khắc nhập. Ủa cái gì cái tự nhiên khắc nhập mà cái. Ơi, làng xóm ơi, cây tre nó đáp trăm đốt rồi, trời sao dính luôn tôi rồi. Ê, công tử làm ơn cứu em. Dạ, yên tâm vậy để con kéo nhặt ra nha. Chết rồi, nhạc gia ơi, sao con dính luôn rồi nhạc gia. Chương đại, tiếp, anh kéo anh ra luôn em ơi. Trời đất ơi, con dính luôn rồi. Người này dính người kia. Trời, vui quá. Ê, thiệt, đừng vui nữa con, đừng có vui nữa. Tha cho cha đi con, rồi cha gả cha cho con nè. Ê, không có, cha chịu gả con gái cho con rồi con ơi. Còn công tử Hào Hoa thì sao? Dạ, ông nội em cũng dám từ chối nữa. Hứa phải nhớ lời ghi chưa? Yeah. Vậy thì khắc xuất. Hết dính rồi. Trời ơi, cái gì? Cái gì mà gõ trong ôm sòm vậy bay? Dạ bấm, có phú hộ kêu đến khiếu quan. Được rồi, lâu nay ít xử kiện tụng, quan đói thuốc thiếu. Cái thằng phú hộ keo nay nó đến công đường, ta phải làm cho nó hết keo mới được. Bay đâu? Dạ. Cho vô. Dạ. Khoan, miễu này ở chân quá, mới nói cái chạy rồi. Miễu ơi. Dạ. Mì giỏi coi bên nào nó trả nhiều chúng ta xử nha. Dạ. Dạ, phú hộ keo có di thiền cho quan 300 lượng bạc để thủ tính. Để thủ tính thì ta cũng phải moi thêm nữa chứ, cái thằng này nó kẹo lắm mà. Cho vô đi. Cho vô. Ở đây ai chết mà khóc dữ vậy? Sự kiện cho bộ đi ăn đám cưới sầu cười. Bị tao đâu? Dạ. Dạ bẩm quan, em trôi nó ngoài kia kìa. Bay đâu? Cho thằng bị tao vào. Ngon quá. Dạ ngon lắm à. Tôi là quan huyện, ông là quan huyện. Dạ. Tự nhiên cái lên chỗ quan huyện rồi cho vào. Quen cái thói rồi hả? Dạ. Tiếng cho vào đâu phải để tôi nói chứ. Dạ. Cho vào. Trời. Cha. Dạ cha. Nơi đây là chốn công đường lực lễ với đàng hoàng. Dạ. Ai cho phép các người trai người vô cớ? Ai? Dạ.
Dạ bởi vì sao? Dạ bởi vì sao em trói nó? Là bởi vì nó là phạm tội. Dạ 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 dạ. Dạ dạ dạ. Chưa kêu án biết tội gì phạm với không phạm. Lệnh ai trói? Dạ muôn câu. Lệnh đó là của tao. Dạ. Dạ của con. Dạ của con. Dạ của con á. Dạ. Ngon quá. Dạ cười. Thôi được rồi. Dạ. Để tôi leo xuống cho ông leo lên cái chỗ quan huyện này ông làm luôn. Dạ. Tôi hiệp con quan. Dạ trăm lại quan, ngàn lại quan, vạn lại quan. Dạ xin quan tha thứ cho con nhất phen lầm lỡ tại con hứng. Dạ, dạ con hứng. Dạ. Con hứng hả? Dạ. Thơ lại. Dạ. Ghi vào sổ phạt nó 100 lượng. Tội vượt dòng pháp luật. Nói cho ông biết. Dạ. Dù có can tội giết người khi chưa hết tiền án vẫn coi như hoàn toàn vô tội. Vạn đội ơn quan, ngàn đội ơn quan. Đèn trời soi xét nỗi oan ức của con dân. Khỏi đèn trời. Ta mà làm quan huyện rồi đèn dầu phộng soi xét cũng được nữa. Yên chí đi. Ta phủ mệnh thiên tử nhân dân trị quyền. Bởi vì sách có câu dân chế phủ mẫu, nghĩa là quan là con, còn dân á là cha mẹ. Dạ vậy thì con hãy xử dùm cha mẹ cái vụ này đi. Dạ, 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 dạ. Đến đây rồi thì bất cứ cái chuyện gì cũng xong. Đen ra trắng, trắng ra đen, nghĩa là đâu phải ra đây. Bây giờ tất cả im lặng nghe ta xử. Nguyên con đầu đuôi ra làm sao? Dạ 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 bẩm quan tri huyện. Dạ bẩm quan tri huyện. Dạ để dạ để con lên luôn. Dạ dạ bẩm quan tri huyện. Quan tri huyện nghĩ coi con không hiểu mảnh mai như vậy mà bàn tay vũ phu nó đành đoạn dập vui thân liệu. Quan huyện nghĩ coi nè, gẫm lại cái nghề của con là cái nghề lương thiện, con chuyên môn hợp tác với người không à, vậy mà nỡ làm đi à. Kết với người ta nhưng phá với tôi, mê tiền làm điều bất chính. Nhưng mà bẩm quan cả hai trật tự, tất cả trật tự. Dạ trật tự. Ở đây là chốn pháp lực đành rành chứ không phải cái chợ mà cãi lên vậy. Ta có hai cái lỗ tai à, 3-4 người nói lấy cái chỗ nào ta nghe. Ngươi nói trước rồi. Dạ cảm ơn quan gia. Con tên là Thiệt, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, không biết họ là chi, được lão gia đây đem về chăn trâu làm ruộng. Rồi hứa là sau 10 năm nhọc nhằn gian khổ, người sẽ chọn con làm rể. Với cốt nhà nên nghĩa tóc tơ, xin lễ cầu hôn bằng một cặp gà. Vừa suối băng rừng bất kể ngày đêm, con vào tận chốn rừng sâu tìm được ngà đem về phú ông lật lòng. Ham bạc tiền và nghe mù mối làm mai, quá hạn 10 hôm tưởng nó không về, tôi mới tính về giả con gái á. Dạ còn tôi cưới vợ tốn tiền, con bị ăn đòn thiệt là quan. Cũng tại ông cây quyền ý thế, thấy gái đẹp là tật mê hồng bỏ. Thấy gái đẹp mà đứa nào hổng mê, từ thiên tử trăm quan chỉ đến dân quèn. Gặp gái đẹp con mắt chớp lìa, luật tạo qua có nữ phải có nam nhé. Chỗ lĩnh an công minh không phải chỗ các người nói bậy, dấu yêu thì cũng có chỗ có nơi. Đôi giới ta chọc gai o mèo, lạp bất thay có lũ mặt trắng đầu xanh. Cái bọn nại tờ trước mặt cao già, chớ sông toàn khua môi múa mỏ. Sao anh Thiệt nói vậy có đúng không? Dạ đúng vậy á. Dạ đúng vậy rồi đó. Mua tay mua chân trước mặt ta đó. Dạ 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 đúng. Ông có biết ông bốc lột quá không? Dạ. Ông có biết là ông sống trên xương máu của dân nghèo không? Dạ biết. Cộng hắn ở đợi 10 năm được vợ là phải rồi, còn cộng thêm được cặp ngà voi xứng đáng mấy lần rồi. Cặp ngà voi đâu? Dạ dạ tôi giữ. Cũng ông nữa. Dạ. Cái gì cũng giữ, không gả con gái mà giữ lễ vật chi vậy? Dạ tại vì nó đánh người bất hợp pháp. Đưa đây. Dạ. Trong lúc thưa kiện
chỉ có ta, ta mới có quyền giữ. Sau đó rồi ta quan sát lại. Tụi bay đâu? Khiêng cặp nhà dơi vô. Dạ, 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 dạ đây. Dạ, chánh hiệu ha. Dạ, dạ, đúng là voi già rủ xác. Quân! Tên cất trong kho. Ủa, nãy tao nói tới đâu à? Dạ, quan rì lão gia tôi bốc lột công sức. Ta nhớ lại rồi. Còn cái chuyện tình yêu đó, tình yêu là phải hợp lý, đúng không? Các người ơi, sống ở trên đời phải coi nhân có nghĩa, chớ học thói phụ khó thăm sang hết việc rồi đăng cao quên âm được tâm quên tép sống phải hòa thân không nên phân biệt sang. Ơi, hèn là tròn nhân luân, nhưng cô gái con ông đây nó có thương mày, trả lời tao nghe. Không biết quan ơi, vì ông hứa với con thôi, e khó rồi tình yêu chưa tròn, cô Út thì yêu con hết mình. Thôi nín nín nghe công, đừng nên quấy rầy. Còn người với cái ngà voi sao tròn hạnh phúc, trai tìm sai nghiệp mộc sừng nghe con đau lắm. Con ơi. Dạ, dạ, dạ quan nói rất là sơn xác. Hả? Không phải, chính xác. Dạ con bảo đảm nghe, cô Út ở nhà này yêu một mình con tha thiết. Cái gì? Vợ của thằng ngà voi yêu người này? Dạ yêu con á. Gì kỳ vậy? Sao kỳ quan? Ông cho gọi con gái ông vào đây coi. Dạ, 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 dạ thưa quan. Dạ có sẵn liền ở đây. Nó đang chờ ở ngoài cổng các bạn. Bay đâu? Dạ, dạ. Chỗ này là chỗ của ta. Dạ, dạ, dạ. Bay. Dạ. Gọi cô gái ấy vào. Dạ quan, quan đừng đừng đẹp, đẹp đẹp. Dạ dạ đẹp lắm vậy. Quan đừng bật vậy và té té quan. Dạ con gái em đó. Dạ. Đẹp đẹp quá. Dạ dạ đẹp lắm dạ. Dạ thiếp xin ra mắt thường quan. Miễn lễ miễn lễ. Đứng lên đi. Thiếp khổ quá thương. Quá là hồng nhan đa trưng, gái má hồng phấn bạc. Yểm lỵ nàng ơi, yểm lỵ nàng ơi. Thưa thượng quan, xin lấy đức anh mình giải nỗi khổ trong lòng tiền thiếp. Hoàn cảnh này chắc thiếp chết. Ê, khoan khoan, đừng chết chứ uổng tuổi sinh vậy. Tại sao lại có chuyện lộn xộn giữa hai gã này? Nàng cứ thành thật tỏ bày. Dạ. Tiếng nói thật quên lòng mới có giá trị. Dạ. Dạ thưa đại quan, thiệt ra cớ sự này cũng do cha thiết gây nên, mới nhọc lòng đại quan phân xử nữa. Trời ơi, kêu mày vô đây để mày tiếp tay với tao giật mặt chỉ tên cho thằng gian lận. Bây giờ là 22 giờ. Đã giờ lái tao để cho tao lỡ đứng lỡ ngồi mày. Thương quan nghĩ coi, mỗi người ở đợ 10 năm, 5 năm thì tiền bạc ruộng đất trâu xe muốn nào trả công không được, lại phải đem con gái ngọc gái vàng trả để trừ nợ người ta. Con chủ mà đem gả với con nhà bần, khác nào bông qua lại đen tâm. Giữa dinh trung mà nói sàn nói gỡ ha. Chờ. Thượng quan ơi, các chi mong qua lại cắm bãi sình đen tuổi thân má hồng bạc mơn thiếp muốn quỷ thân cho rồi một nhan sắc siêu phàm. Sống mà chi gian dơ tơ đàn, người yêu đó bằng trời sơn già vậy mà đành đầu cành nô chim miên chim quanh nơi lại đêm nhốt chung gà vịt cũng tại cái lòng tham
của con người mới gây ra lắm điều đau khổ. Hay à, dạ hay à, dầu ép mỡ cho ai nỡ ép dê. Ồ ép duyên. Dạ duyên thế giờ nó tội của ông nó tỏ rõ ra rành. Thôi lại ghi vào sổ phạt 50 lượng nữa. Đó thấy ông con chết cha rồi. Con ơi, tao có gả mày cho thằng kia hồi nào đâu. Tao gạt nó là để đường công. Còn cái chuyện quan thiên, cái chuyện kết tóc xe râu là không khéo là tiền mất tật mang nè, mày thấy không mày? Hả? Thì tại gia gạt nó mà chồng của con mới bị nó thôi sặc máu. Trời ơi, cái mặt đẹp trai mà bầm tím sưng, dù thấy thương quá đi. Một lời nàng thốt ra là thoá dạ ta rồi. Nếu phải vì nàng ta bị thêm vài chục tôi nữa. Ý ý thôi đừng bị đòn nữa nó đau. Thương quan nghĩ coi tiếp với công tử đây mới xứng đạo. Lời thật tỏ vân mong ngài lượng xét, thiết biết ngài vốn yêu thân liệu yêu đào tơ. Tiểu thơ là người tài sắc vẹn toàn, mới thoạt nhìn được thấu rõ lòng rồi. Ta phẩm chót sanh ra làm giảng tu mi, phải biết thương, biết yêu, biết nâng, biết niu phận liễu bồ di nữ. Được, các người hãy xem ta xử đây. Dạ, dạ. Ta là người cầm cân. Dạ. Ta phải biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Dạ. Tất nhiên là cái cặp ngà voi nó nặng hơn mấy trăm lạng bạc nhiều. Dạ. Ta xử. Dạ. Phủ ông keo phải gả con gái cho cậu thiệt ngà voi. Hả? Gả cho cái thằng thiệt. Rồi. Không được. Quan Nguyện. Gì? Nghe tôi nói nè, càng cao chức người càng giàu. Ờ. Mấy càng giàu càng đất bảo không? Hả? Nè, ông hãy nhìn xem cái này đi. Hả? Cái trời, lệnh bài của quan tri phủ. Đúng vậy. Ngươi, người, người. Ông, cậu lại Dương Hào Hoa, trưởng nam và là thơ lại quan tri phủ. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Làm gì cười? Cười đâu khóc chứ, cười gì. Khóc kỳ. Dạ dạ, hạ thần có mắt mà bị bù lệch ăn. Ông thấy công tử, xin mời công tử lên ghế kia ăn tọa. Bay đâu, rót nước, trời ơi, lẹ lên đi. Khỏi, khỏi cần rót nước. Cái ta cần không phải là nước, mà là giàn xử phạt với cặp ngà voi. Hoặc là bây giờ, nhà ngươi xử lại đi. Muốn gì nói đi. Như công tử ơi, đâu xử lại được công tử, xử lỡ rồi mà. Lỡ cũng vậy nữa, giờ xử lại không? Không xử lại không? Hay là để tâm mép cha ta đổi người khác về thay quan nguyện hả? Trời ơi, chết chết rồi. Trời ơi, cặp ngà voi ơi, nó thương mày quá. Chứ tao không mày biết nữa. Trả cặp ngà voi đau quá. Cậu ơi, sao cậu? Quan nguyện khỏi trả. Hả? Quan nguyện chỉ cần xử phú ông keo gả con gái lớn ổng cho tôi thôi, vì tôi thương nàng hay. Còn có Út Chương Đài, ông muốn gả ai thì ông gả. Hả? Mấy người nói thiệt? Thiệt vậy hả? Trời ơi, chúng số lớn rồi. Như vậy là vuông tròn, không ai buồn hết phải không? Cảm ơn cậu ngà voi, cảm ơn cậu ngà voi. Ta xử y như vậy, bãi đường. Ở đây có phải là nhà thánh y thiệt không? Dạ phải. Hãy ra nhận chiếu chỉ đi. Chiếu chỉ. Em à, em mau lập bàn hương án đi em. Dạ. Thánh thượng vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dân trời nói giận, hoàng đế chiếu rằng hoàng thái hậu ở hoàng cung đang lâm trọng bệnh. Tất cả người y đều đã bó tay. Ngay truyền thánh y thiệt mau cấp tốc về kinh chữa trị, xong sẽ được phẩm tước gia ban. Còn chậm trễ sẽ xử theo phép nước khâm thử. Nghĩa là tôi phải đi ngay à? Chiếu truyền đã rõ, xin thánh y mau kiếp lên đường, kẻo trễ mệnh e khó thoát được tử tội. Tuân chỉ. Nàng hai. Dạ. Em à, em mau thu xếp hành trang cho anh với cuốn sách thần. Anh tin mình sẽ chữa trị lành bệnh cho hoàng thái hậu. Dân. Anh thiệt ơi, chuyến đi này của anh
Xem lo quá. Một là nhà mình sẽ vinh giang tột độ, hai là mang án tru di. Em hãy an tâm. Anh, nhưng em cầu nguyện và chúc phước cho anh. Mọi việc đã xong, mời thánh y kiếp mau lên đường. Kìa, em vui lên đi em. Em vui lên đi. Dạ, em vui nè. Sao em khóc kìa? Okay. Vui lên đi. Em vui nè. À, vậy mới được không? Cầu chúc cho anh sẽ được đàn. Dẫu mãi xa nhau nhưng lòng vẫn nhớ, ta sẽ là đôi chim bay khắp muôn phương. Sang đây có chuyện gì không? Chồng em đã chết, em khổ quá chị ơi. Em nhớ em cũng ăn hiền ở lành, một tháng ăn chay tới 3 ngày lận, cũng tụng kinh niệm Phật mà sao khổ đừng quá vậy em, nè. Đừng có buồn nữa. Thiệt là chị không ngờ giữa ba nó còn trẻ khỏe như vậy mà. Ôi coi vậy chứ yếu xìu rồi, như bún thiêu rồi chị ơi. Chị ơi, em buồn quá, chị ngồi xuống đi uống rượu với em nghe chị ơi. Uống với em nha. Nín đi em. Nhưng mà chị đâu có biết uống rượu đâu. Bộ chị không thương em sao? Chị còn lại có một mình em. Chị không thương em thì thương ai bây giờ nè? Vậy chị ngồi xuống đi, chị uống với em một chung thôi, một chung rượu thôi nha. Thôi, chị không có biết uống đâu. Em đã uống đi mà. Một chung chị thôi. Chị thương em lắm đó, nhưng mà uống một chung thôi nha. Dạ. Uống chung đi, xong rồi uống nữa. Chị sao hai? Mà nó cay quá em ơi. Uống nữa nha chị. Thôi chị không uống được đâu. Chị hai uống nữa đi mà. Uống một chung nữa thôi nha. Dạ. Trời ơi, sao chị thấy trong người nó mệt quá à? Vậy hả chị hai? Nó khó thở nữa. Vậy hả? Trời ơi, sao chóng mặt quá vậy nè? Trương Đại ơi, em đâu rồi? Trương Đại ơi, anh Thò, phụ đưa chị hai tôi vào phòng nghỉ ngơi đi. Con nhỏ điên khùng này mà nào ngờ nó hạnh phúc hơn ta. Không, không thể được. Mày không thể đẹp và hạnh phúc hơn tao. Chồng mày sẽ là chồng tao, mày phải chết. Dạ thưa tiểu thơ, dạ tôi đâu có tội gì mà phải chết. Còn cô hai sao vậy tiểu thơ? Ôi, tại vì không quen uống rượu nhiều vậy mà. Anh Thò nè, anh biết tôi đang buồn, đã khổ lắm không? Bây giờ tôi thưởng công anh, tặng cho anh 3 chung rượu. Anh ngồi xuống đây đi anh Thò. Dạ thưa tiểu thơ, tôi không dám, vì tôi chỉ là phận hèn tôi tớ. Bỏ hết tiền bạc của cải của cha tôi thì tôi với anh có khác gì nhau, cũng là một con người. Anh thấy tôi có đẹp không hả? Dạ đẹp lắm. Dạ, bất cứ một gã đàn ông nào mà dám nhìn thẳng vào mặt nàng thì... Kể cả anh phải không? Dạ. Anh biết không, hồi nhỏ đó tôi được cha tôi nâng niu chiều chuộng, lớn lên biết bao kẻ si mê. Khi người ta cho của quý thì tại sao anh không nhận hả? Dạ, nhưng tôi chỉ là một thằng cuội dưới gốc đa thôi tiểu thơ à. Thằng cuội. Thằng cuội. Nè cuội ơi, cuội ơi, ta nói cuội nghe, ở trên cung vang làm chi. Cối vàng ôm một môi mơ. Anh Thà. Anh thấy đó, bây giờ một là anh chọn em và cái gia tài này, hai là em la lớn anh hiếp dâm em là anh không còn cái khố sách đó. Dân, tôi sẽ dâng lời của ba. Còn nàng hai chết chưa? Chưa. Anh mau đem cái vỏ bọc có xác nàng hai đêm xa giết chết rồi thủ thiêu xong mới về đây nghe chưa? Ta đã rạch nát mặt nó rồi. Anh Thà. Sen. Đừng gọi tên tôi, chỉ tại tôi ngu dại nên tin lời trắng đen trao trầu. Hãy để tôi được bình.
bình yên trở về quê mưa nắng chung đời. Chuyện gì? Có người đàn bà hành khách đói khát té xỉu cản giữa đường. Hãy dừng lại, cho ăn uống để cứu chữa người ta. Tuân lệnh. Kìa, nàng đã tỉnh. Ông là ai? Ông tên gì? Từ đâu về đây vậy? Tôi tên là Thiệt. Hả? Tôi lên Kinh Đô trị bệnh cho Hoàng Thái Hậu, được vu phong là Y Trạng Nguyên. Tên là Thiệt. Phải. Ông là Thanh Y. Có phải? Trời ơi. Kìa, cô à, cô làm sao vậy? Tôi không sao đâu. Tôi mừng cho ông công gọi danh thần. Chắc có lẽ giờ này cô ấy đợi chân xuôi để được ngắm cười. Cô ơi, cô nói gần nói xa ấp mở tôi không hiểu gì hết. Hay cô đây là? Tôi là vợ. Không, tôi là bạn của vợ anh. Hả? Cô là bạn của vợ tôi? Phải. Vợ tôi hiện giờ ra sao cô? Cô ơi, nhờ cô chị giúp. Sao vợ tôi còn sống phải không cô? Vợ ông đã. Đã sao cô? Hả? Đã. Sao cô? Đã chết rồi. Vợ tôi đã chết rồi. Như vậy là nàng đã bỏ tôi rồi. Cô ơi, nhưng vì sao vợ tôi chết vậy cô? Người ta hại tôi mang vết thương trầm trọng. Khi tôi gặp người cũng chính tôi đắp mồ cho người, thương cho một người ba không không
Tôi không tin là vợ tôi chết. Vợ tôi phải còn sống. Vợ tôi phải còn sống. Trước khi chết, người ân cần nhắn nhủ nhờ tôi giữ gìn một kỷ vật thiêng liêng. Giờ chính chiến bàn đón người ở biên cương với đôi lời đánh đối duyên nợ hẹn lại kiếp sau. Bởi kiếp này kém bước vô duyên bên phu thế rồi đã nửa đường quyển sách đầy đây. Xin quan trao lại nhìn kỹ vật kia như thấy hình bóng của bạn hiền. Nàng ơi sao nỡ đành đón bỏ ta đi. Giờ hiện còn đây phảng phất mùi hương quen thuộc hôm nào. Cái nghiệp làm sao lần chia tay là vĩnh biệt. Ta còn thiết tha chi danh lời mất nàng vĩnh viễn như buổi sáng chẳng có dần dương như đêm rằm không trăng sáng như cây cỏ héo khô nằm đau đớn dưới trường nồng. Ta không tin số phận của ta cái nghiệt phủ vàng. Nàng không thể chết trời không hại người nhân hậu. Chẳng lẽ báo ác sinh tồn lương thiện mãi diệt vong. Tạ ơn người ngôi mộ ấy ở đâu. Ta sẽ dựng liều cỏ ở bên nam mà ta nghe. Xưa nghèo khổ mà đời ta hạnh phúc nay. Vào sáng đời có lẽ nàng u sầu. Nỗi đau buồn nào cũng trôi qua. Người hãy sống với những ngày sắp tới. Không, ta không sao sống yên khi mộ nàng chưa gặp. Và kẻ độc ác bất nhân chưa đền tội sát nhân. Nó là ai? Có người hay ác quỷ? Ta thấy như chung quanh ta mọi người đều giả dối. Nhưng cái chết của vợ ta có chuyện gì bí ẩn? Kìa, sao người lại rưng rưng khóc? Hay đối với ta người đây cũng không thật. Hãy nói hết đi những ân tình sâu kín có liên quan đến cái chết của người vợ hiền. Không, tôi là kẻ đưa tin thân bằng với không biết chuyện gì bí ẩn. Tôi đã làm sống những lời người ký thác là lòng tôi thanh thản. Người là ân nhân của vợ chồng tôi. Tôi sẽ đền ơn đáp nghĩa. Nhưng trời ơi, vợ của ta đành ôm hận vui mồ. Không, không, tôi là kẻ có tội. Xin hãy lấy đầu tôi mà tạ lễ người chết quan. Hả? Nhưng người là ai? Tôi là Thà đây. Hả? Thà. Thằng Thà.
ơi, tại sao mày làm như vậy? Không, anh ơi xin hãy hiểu cho tôi đã sống bao nhiêu ngày tháng để cho lương tâm cắn rứt, tôi đã định chết đi để đền tội phản bạn phụ vong tình. Tôi gượng sống tới hôm nay, chờ vạch mặt chỉ tên người gian ác. Kẻ gian ác đó là ai? Mày phải tỏ phân tường tầng. Đó là cô Út Chương Đài. Trời ơi, nó là em gái ruột của nàng hai. Khốn nạn! Chương Đài! Chương Đài! Dạ, có em đây. Thà, mày nói tao giết chị hai tao hả? Mày, chính mày đã giết chị hai tao mà mày đổ tội cho tao hả? Anh thiệt, em xin tha chị em hầu hạ anh. Anh hãy giết nó đi. Chịu đi. Phải, cô còn nhớ, cô bỏ thuốc mê mà phục rượu cô hai. Cô dùng nhan sắc mà xui tôi giết chết cô hai. Chỉ trong phút đam mê tôi đã lầm mưu của cô sai. Bỏ xác cô hai trong bao đêm đi xa thủ tiêu tuyệt hậu. Nhưng tôi chẳng nỡ lòng nên mở bao ra và thả trôi sông. Đúng rồi, đúng là cái xác trên bè đường thả trôi sông. Ôi sao lại toàn là cho rạch mặt cô hai. Trời ơi nàng hai ơi, anh chỉ yêu em đừng mong ai chiếm đoạt. Chướng Đài ta thật không ngờ, sao nàng quá đổi ác tâm. Không anh thiệt, em không có mà, bằng chứng đâu mà buộc tội cho em chứ, ai làm chứng nữa không? Im đi. Có tôi đây. Nico, Nico là ai? Kìa, Sen. Nico là Sen đây à? Phải. Chính tiện ni trần tánh dung tên Sen. Đã tận tường mọi lẽ trắng đen. Tiểu thơ Chương Đài chú vô hại người cướp đỏ tình duyên và cướp quyền thừa kế nàng hai luôn. Chương Đài, tại sao nàng lại là ác phụ? Chính lòng tham biến nàng thành độc ác, không ngờ quỳ xuống đó đền tội giết người. Ý trạng nguyên ơi xin ngài rộng lượng thứ tha, chỉ tại em nặng hồn ghen. Tại sao chị em gặp toàn hạnh phúc trên đời, còn em bất hạnh không rời? Em bị dày vò trong tim nhiều ghen hận nên mới lỡ giết chị em. Nàng lỡ à? Không được, nàng hai chết khó ngậm cười nơi chính xuôi. Nhưng ta giết nàng, nàng hai có vui không? Trời ơi, Chương Đài, tại sao, tại sao nàng làm như vậy? Chương Đài, nàng phải chết. Dạ quang, y trạng nguyên ơi, trước cửa tiền xin người đừng dê máu người chết đi, không thể đổi bò sống lại, đừng gây thêm quan trái đau buồn. Xin hãy lấy lòng bao dung.
Nàng, nàng là ai mà lại xin tội cho kẻ ác tâm hại chị? Có phải nàng hay không? Vì chỉ có nàng hai mới có tâm lòng vị tha độ lượng. Có phải là nàng hay không? Không không, tôi chỉ là kẻ thân tàn má già, giờ đây xin cao biệt. Khoan, nếu nàng không nhận là nàng hai thì ta sẽ giết chúng đài tức khắc. Không không, đừng giết em tôi. Như vậy đúng là nàng hai rồi. Không, tôi chỉ xem quý như em mà thôi. Được rồi, để tôi khấn nguyện. Cầu sát thần linh thiên giúp con chữa trị cho người quan thiên, cầu cho hết vết thương và nguyên hiểm nét xưa tô thêm cho đẹp mỹ miều hơn xưa, sắc tiên hiển hiện nhiệm màu linh thiêng. Chồng thân anh em tưởng phải sống hết đời mù đuôi tâm tối, nào ngờ đâu tìm được phúc khi hạnh phúc tao cùng em yêu anh thiệt. Thôi Chương Đài, nàng hãy đứng lên đi, chị của nàng đã tha thứ cho nàng rồi đó. Chị hai, chị đã tha thứ cho em hả chị hai? Chương Đài, em út của chị. Anh thiệt, còn anh hả? Anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của chị em rồi mà. Cuộc thờ cuộc sen. Chúng tôi cũng vậy. Có thật như vậy sao? Ôi sao các người lại quá dễ dàng. Chương Đài, sao vậy Chương Đài? Chương Đài, sao vậy em? Chương Đài ơi, trước cảnh xuân vậy em đừng cất đùa quá đáng. Thấy vui là phải cất đùa hà, có chi là bao. Ê, ngõ ông kia. Chương Đài. Trời ơi, em của tôi dường như nó đã điên rồi. Ê, ai nói tôi điên đó? Phật đại cơ xin cứu người qua khỏi bến sông. Giang ta các người đừng có cản để tôi đi mà. Em đi đâu? Tôi đi vào nơi gốc núi ven rừng để sám hối tội mình và những tâm tu tập. Giang ra để tôi đi, Giang ra. Chương Đài, Chương Đài. Nàng hai, Chương Đài, nàng hai. Chương Đài. Sen, không được, em không được đi đâu hết. Anh không cho em đi đâu. Đừng níu tôi mà. Sen. Trời ơi, sao chiếc khăn rồi? Trời ơi, mấy tóc. Trời ơi, có nghĩa là em chưa tiếp bác quy phải không? Em chờ ngày hành lễ. Ấy dạ. Ơi, ni cô mà còn tóc là còn có quyền dướng lưỡi trần. Thà, Sen, thôi, hai em hãy bỏ qua chuyện cũ mà tha thứ cho nhau đi nha. Nè, nghe nói nè, thương nhau lắm mới giận nhau nhiều. Bây giờ vui vẻ lên nha. Đó. Em nghe Y Quan Trạng nói không? Nghe rồi phải không? Như vậy thì quan hết tình yêu. Đúng rồi, phải quan hết tình yêu. Quan sĩ, dạ, hãy chuẩn bị cho ta đôi tuấn mã để ta đưa hai em ta về giữ ta. Dạ. Quan còn nữa, hãy chuẩn bị cho ta một kiệu hoa để ta đưa rước phu nhân ta về gia nội, nghe chưa? Kìa, phu nhân, hãy lên đây với ta. Y Trạng Nguyên. Đừng gọi ta là Y Trạng Nguyên, mà hãy gọi là anh Thiệt. Anh Thiệt. Em à, em hãy nhìn kìa. Khắp trời hoa nở thắm tươi. Chúc cho duyên tình chúng ta. Qua rồi năm tháng khổ sầu, đến nay đón cũng qua duyên. Em gió chiều dương tóc em bay, mi mi
đối trao tâm sự cơn xe.